Hôm nay, phường Đông Thành và Tân Thành thành phố Ninh Bình đã tổ chức gặp mặt người có công với cách mạng. Với trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, những năm qua, cấp ủy chính quyền hai phường Đông Thành và Tân Thành đã triển khai nhiều việc làm thiết thực tri ân với người có công với cách mạng. Từ năm 2017 đến nay đã giải quyết cho hàng trăm đối tượng người có công và thân nhân được hưởng chế độ chính sách theo pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Ngoài ra, bằng nguồn vốn xã hội hóa và nguồn quỹ an sinh xã hội, cấp ủy chính quyền hai phường đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, thăm hỏi và trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho người có công và thân nhân gia đình liệt sĩ, tổ chức đón nhận hài cốt liệt sĩ ở các chiến trường trang nghiêm trọng thể. Bên cạnh đó, các thương bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, thân nhân gia đình liệt sĩ luôn phát huy ý chí kiên cường, thương binh tàn nhưng không phế, cần cù sáng tạo trong lao động. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo phường Đông Thành và Tân Thành, đại diện nhà hảo tâm, đơn vị đã trao tặng gần 400 xuất quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ trên địa bàn.